Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến chuỗi video của Dược sĩ Đinh Hương. Có rất nhiều bạn trong quá trình kiểm soát cân nặng đang thắc mắc những loại thực phẩm nào cần nên tránh khi kiểm soát cân nặng. 80% kết quả của quá trình kiểm soát cân nặng phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng, khoảng 20% kết quả sẽ phụ thuộc vào quá trình luyện tập. Vậy thì những loại thực phẩm nào mà các bạn cần nên tránh khi cố gắng giảm ký? Những loại thực phẩm khác nhau ảnh hưởng lớn đến cân nặng của bạn. Một số thực phẩm như sữa chua béo, dầu dừa và trứng thì giúp giảm ký khá là tốt. Tuy nhiên, các thực phẩm khác, đặc biệt là các thực phẩm chế biến tinh chế có thể khiến cho bạn tăng cân rất nhanh. Sau đây là 10 loại thực phẩm mà các bạn đang cố gắng giảm ký cần phải tránh để có thể kiểm soát cân nặng tốt hơn. Thứ nhất, khoai tây chiên. Khoai tây nguyên củ rất tốt cho sức khỏe và nó làm no, nhưng khoai tây chiên thì không. Khoai tây chiên rất giàu calo và có thể khiến bạn ăn quá nhiều. Trong các nghiên cứu quan sát cho thấy rằng tiêu thụ khoai tây chiên có liên quan đến việc tăng cân. Một nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra rằng khoai tây chiên có thể góp phần làm tăng ký trên mỗi khẩu phần ăn hơn bất kỳ một loại thực phẩm nào khác. Hơn nữa, khoai tây lướng hoặc chiên có thể chứa các chất gây ung thư được gọi là acrylamid. Do đó tốt nhất bạn nên ăn khoai tây luộc chín. Thứ hai, đồ uống có đường đồ uống có đường như soda là một trong những loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe trên hành tinh chúng có liên quan chặt chẽ đến việc tăng cân và có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe khi tiêu thụ quá mức mặc dù đồ uống có đường chứa rất nhiều calo nhưng não của bạn thì không ghi nhận chúng như thức ăn đặc lượng calo từ đường nóng không khiến bạn cảm thấy no và bạn sẽ không ăn ít thức ăn hơn để bù đắp Thay vào đó bạn sẽ bổ sung lượng cano này cao hơn mức tiêu thụ bình thường mà bạn ăn Nếu bạn nghiêm túc việc giảm cân thì hãy cân nhắc từ bỏ hoàn toàn đồ uống có đường Thứ ba, bánh mì trắng Bánh mì trắng đã được tinh chế và thường chứa nhiều đường bổ sung Nó có chỉ số đường huyết cao và có thể làm tăng đường huyết Một nghiên cứu trên 9.267 người cho thấy Ăn hai lát bánh mì trắng khoảng 120g có liên quan đến nguy cơ tăng cân và béo phì cao hơn 40%. Có rất nhiều loại thực phẩm lành mạnh được có thay thế cho bánh mì trắng, chẳng hạn như bánh mì nguyên cám. Thứ tư, thanh kẹo. Thanh kẹo cực kỳ không tốt cho sức khỏe, có chứa rất nhiều đường, có thể thêm dầu và bột tinh chế vào một thanh kẹo nhỏ. Thanh kẹo chứa nhiều calo và ít dinh dưỡng. Một thanh kẹo có kích thước trung bình được bao phủ bởi sô-cô-la có thể chứa khoảng 200 đến 300 kilocalo và các thanh cực lớn có chứa nhiều hơn calo nữa. Thật không may bạn có thể tìm thấy rất nhiều những thanh kẹo ở khắp mọi nơi, thậm chí chúng còn được đặt các cái chiến lược trong các cửa hàng để thu hút người tiêu dùng mua chúng một cách bốc đồng. Nếu bạn đang thèm ăn vặt, hãy thay một miếng trái cây hoặc một nắm các loại hạt để thay thế thanh kẹo. Thứ năm, hầu hết các loại nước ép trái cây Hầu hết các loại nước ép trái cây bạn tìm thấy ở siêu thị có rất ít điểm chung với trái cây nguyên chất. Nước ép trái cây được chế biến chứa nhiều đường. Trên thực tế, chúng có thể chứa rất nhiều đường và calo như soda. Ngoài ra, nước ép trái cây thường không có chất xơ và không cần nhai. Điều này có nghĩa là một ly nước cam sẽ không có tác dụng gây no như một quả cam, khiến bạn dễ tiêu thụ một lượng lớn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hãy tránh xa nước ép trái cây và thay vào đó hãy ăn toàn bộ trái cây. Thứ 6, bánh ngọt, bánh quy, thực phẩm có đường bổ sung. Bánh ngọt, bánh quy và những thực phẩm khác có chứa đường bổ sung không hề tốt cho sức khỏe, tại vì chúng chứa khá nhiều đường và bột mì tinh luyện. Chúng có thể chứa chất béo chuyển hóa nhân tạo, rất có hại cho sức khỏe và liên quan đến nhiều bệnh mãn tính. Bánh ngọt, bánh quy không làm bạn hài lòng lắm và bạn có thể rất nhanh đói sau khi ăn những thực phẩm quá hàm lượng calo cao, ít chất dinh dưỡng này. Thay vào đó, nếu bạn đang thèm thứ gì đó ngọt, hãy lấy một miếng sô cô la đen. Thứ bảy, một số loại rượu, đặc biệt là bia. Rượu cung cấp khá nhiều calo. Trong mỗi gam rượu có chứa khoảng 7 kilocalo. Tuy nhiên, bằng chứng về rượu và tăng cân thì không rõ ràng. Uống rượu điều độ thì khá là tốt và thực sự có liên quan đến việc giảm ký. Nhưng uống nhiều rượu bia có liên quan đến việc tăng cân. Do đó chúng ta hãy uống bia rượu với số lượng điều độ. Thứ 8. Kem Kem rất ngon nhưng không tốt cho sức khỏe. Nó chứa nhiều calo và hầu hết các loại đều chứa đường. Thỉnh thoảng một phần kem nhỏ cũng được nhưng vấn đề là bạn rất dễ tiêu thụ một lượng lớn kem trong một lần. Hãy cân nhắc tự làm kem, sử dụng ít đường hơn và các nguyên liệu lành mạnh hơn như sữa chua béo và trái cây. Thứ 9, pizza. Pizza là một loại thức ăn nhanh rất phổ biến. Tuy nhiên, pizza làm bằng phương pháp thương mại cũng không tốt cho sức khỏe. Chúng rất giàu calo và thường chứa rất nhiều những thành phần không tốt cho sức khỏe như bột mì tinh chế và thịt đã qua chế biến. Nếu bạn muốn thưởng thức một miếng bánh pizza, hãy thử làm một miếng ở nhà bằng các nguyên liệu tốt cho sức khỏe. Nước sốt pizza tự làm cũng tốt cho sức khỏe hơn vì các loại nước sốt ở siêu thị có thể chứa nhiều đường. Một lựa chọn khác là bạn có thể tìm một địa điểm pizza chuyên làm những loại pizza tốt cho sức khỏe. Thứ 10, cà phê có hàm lượng calo cao. Cà phê có chứa một số hoạt chất sinh học, quan trọng nhất là caffeine. Caffeine thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường đốt cháy chất béo, ít nhất là trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của việc thêm các thành phần như kem nhân tạo và đường cũng lớn hơn nhiều những tác động tích cực mà cà phê tạo ra. Đồ uống cà phê có hàm lượng calo cao thực sự không tốt hơn soda. Chúng chứa lượng calo rỗng và có thể bằng cả bữa ăn. Nếu bạn thích cà phê, tốt nhất là uống cà phê đen, cà phê nguyên chất khi cố gắng giảm cân. Thêm một chút kem hoặc sữa cũng được. Chỉ cần tránh thêm đường, kem có hàm lượng calo cao và các thành phần không lành mạnh khác. Tóm lại, những thực phẩm tồi tệ nhất là những đồ ăn vặt đã qua chế biến. Những thực phẩm này thường được bổ sung thêm đường, lúa mì tinh chế hoặc là chất béo bổ sung. Nếu bạn không chắc chắn một thực phẩm là lành mạnh hay không thì hãy đọc nhãn. Tuy nhiên, hãy để ý những tên gọi khác nhau của đường và những tuyên bố về sức khỏe gây hiểu lầm. Ngoài ra, bạn có thể xem xét các khẩu phần một số thực phẩm lành mạnh như các loại hạt, trái cây khô và pho mát, có hàm lượng calo cao và rất dễ ăn quá nhiều. Bạn cũng có thể ghi lại nhật ký các bữa ăn. Bạn chú ý đến cách ăn và số lượng ăn, ăn chậm và theo dõi cảm giác no của mình. Những việc đơn giản này có thể giúp bạn tiết chế được lượng thức ăn khá lớn. Các bạn có câu hỏi gì thì hãy để lại bình luận phía dưới hoặc các bạn có thể nhắn tin qua page Facebook các bạn đừng quên like và chia sẻ video để nhiều người biết được thông tin hữu ích này các bạn đừng quên follow kênh để nhận thêm nhiều giá trị cảm ơn các bạn thật nhiều